Hành tinh chúng ta được gọi là trái đất vẫn là một ẩn số to lớn, dù cho chúng ta đã dành hàng thế kỷ để nghiên cứu và tìm hiểu. Dưới lớp vỏ đá và dải nước mênh mông, nó ẩn chứa những sự thật mà chúng ta vẫn luôn hiểu nhầm. Hãy cùng khám phá những khía cạnh mới, những hiểu biết sâu sắc về trái đất mà có lẽ bạn chưa từng biết đến trước đây. Những sự thật thú vị về trái đất. 1. Trái đất không phải là một hình cầu hoàn hảo. Trái đất không phải là một hình cầu hoàn hảo như nhiều người vẫn thường nghĩ. Thực tế, hình dạng chính xác của nó là hình cầu dẹt, và đây là kết quả của sự tự quay quanh trục. Ngoài ra, khu vực xích đạo rộng hơn so với hai cực và đường kính tại xích đạo lớn hơn khoảng 43 km so với từ cực Nam đến cực Bắc. Do đó, trái đất trông giống hình cầu dẹt hơn là một hình cầu truyền thống. 2. Trái đất được phân loại là hành tinh trên cạn. Terra, tên Latin của trái đất, được phân loại là hành tinh trên cạn, xuất phát từ ter. Điều này ngụ ý rằng các hành tinh trong nhóm này chủ yếu được tạo thành từ chất đá hoặc kim loại silicate. Trong hệ mặt trời của chúng ta, nhóm hành tinh trên cạn còn bao gồm sao thủy, sao kim và sao hỏa. 3. Trái đất được tạo ra hầu hết bởi 4 nguyên tố. Nếu chúng ta nghiền, nấu chảy và lọc toàn bộ khối lượng của trái đất, chúng ta chỉ thu được 4 nguyên tố chủ yếu, đó là sắt chiếm 32,1%, oxy chiếm 30,1%, silic chiếm 15,1% và magie chiếm 13,9%. Phần còn lại 8,8% bao gồm các nguyên tố khác. Theo Interesting Engineering, lượng sắt chủ yếu nằm ở lõi trái đất, trong khi silic và oxy kết hợp để tạo thành hợp chất silicate SiO4 là hợp chất phổ biến nhất theo khối lượng. 4. Một ngày không phải là 24 giờ. Ngày trên trái đất không phải là 24 giờ, trái ngược với quan điểm phổ biến. Thực tế, mỗi lần trái đất quay hết quanh trục mất 23 giờ 56 phút và 4 giây, được biết đến là ngày sau Thiên Vương. Điều thú vị là trái đất đang quay chậm dần theo thời gian, khiến ngày trong quá khứ và tương lai trở nên dài hơn so với ngày hiện tại. 5. Một năm cũng không phải là 365 ngày. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng một năm thực ra không phải là 365 ngày. Trên thực tế, trái đất hoàn thành một quỹ đạo quanh mặt trời sau chính xác là 365,2564 ngày. 6. Một số loại đá trên trái đất có thể tự di chuyển. Bạn đã từng nghe về hiện tượng đá đi bộ tại Redstrap Layer ở California chưa? Ở đây, trong hồ nước khô này, các tảng đá lộ thiên được cho là có khả năng tự di chuyển. Sự di chuyển này bắt nguồn từ một chuỗi sự kiện hiếm gặp khi mưa rơi, tạo lớp phù du trên mặt hồ. Sau đó, những lớp này đóng băng thành những tảng băng mỏng màu vàng, khiến chúng có khả năng di chuyển khi tan chảy và vỡ ra dưới ánh nắng mặt trời. Điều này tạo ra những con đường mòn độc đáo trên bề mặt hồ Redstrap Layer. 7. Chúng ta đang ngồi trên một lò phản ứng khổng lồ. Vùng lõi trái đất được một số người coi là một lò phản ứng địa lý khổng lồ. Điều này được lý giải bởi quá trình kiến tạo mạng trái đất và tạo ra rất nhiều nhiệt trên bề mặt trái đất